sách biên khảo. Diễn tích truyện Kiều. Tác giả Nguyễn Tử Quang. Người đọc Trân Châu. Chương 12. Trong khi chắp cánh liền cành, trao tơ phải lứa, gieo cầu đáng nơi. Đã thẹn nàng quanh, đâu thua ả lý. Trong khi chắp cánh liền cành, cũng đoạn lời của Kiều khuyên Kim Trọng có câu: mây mưa đánh đổ đá vàng, quá chiều nên đã chán trường Yến Anh. Trong khi chắp cánh liền cành, mà lòng rẽ súng đã đành một bên. Chắp cánh liền cành, nguyên Hán văn là Tỷ Dực Điểu và Liên Lý Chi. Chim chắp cánh cùng bay, cây kết liền cành cùng sống. Sách Nhĩ Nhã chép: chim kim giống chim le le, lông màu xanh, chỉ có một cánh và một mắt. Ở phương Nam, mỗi khi muốn bay thì hai con cùng chắp cánh nhau mới bay được. Chim này gọi là Tỷ Dực Điểu. Cây liền cành là cây của hai cây giao nhau. Nguyên đời Xuân Thu, vua nước Tống, tình Yến vốn hiếu sắc dâm bạo. Một hôm du ngoạn đến Gò Phong Phụ, thấy một thiếu phụ rất đẹp đương hái dâu. Nhà vua càng động lòng tà dục, dò hỏi mới biết người họ Tức, vợ của nho sĩ Hàn Phùng. Vua trở về triều, đòi Hàn Phùng đến, bảo nạp nàng họ Tức vào cung. Hàn sợ uy quyền, hẹn về bảo vợ. Hàn về thuật lại, chụp vợ nghe và khóc hỏi có bằng lòng không. Nàng tỏ ý bằng bốn câu thơ: núi Nam có con chim, núi Bắc giăng lưới bắt. Chim mặc sức bay cao, lưới kia đành vứt mất. Vợ chồng Hàn định bỏ trốn, tên vua Tống dâm bạo say mê sắc đẹp của nàng, không bỏ qua ý định, truyền quân lính đến nhà Hàn Phùng quyết cướp lấy con người ngọc. Vợ chồng Hàn chưa kịp trốn thì vợ bị bắt. Thấy chúng lôi kéo đưa vợ lên xe đi, Hàn lòng đau như dao cắt, biết không phương giải cứu, kiếp này khó hợp, đau quá cắn lưỡi tự tử. Vua Tống đưa nàng Tức lên đài Thanh Lăng, cưỡng bách bảo: ta đây là vua của một nước, có đủ quy quyền xịnh xác trong tay. Muốn phúc ta cho phúc, muốn họa ta cho họa. Phương chi chồng nàng đã chết, nàng còn ở với ai? Nếu bằng lòng thờ quả nhân, cùng ta tay bắt mặt kề, thì sẽ được phong làm hoàng hậu. Nàng Tức nổi giận, tỏ ý mình bằng bốn câu thơ: chim có trống mái, chẳng theo phượng hoàng. Thiếp là thứ dân, chẳng theo tông vương. Vua Tống điên tiết bảo: nàng đã bị bắt đến đây rồi, dầu không muốn thờ ta cũng không thể được. Nàng Tức thấy thế cũng nói: để thiếp tắm gội thay áo, lại linh hồn chồng cũ rồi sẽ xin hầu đại dương. Vua Tống cả mừng, bằng lòng cho. Tắm gội thay áo xong, nàng ngửa mặt trông lên trên không, chắp tay xá hai xá, rồi từ trên lầu cao đâm đầu xuống. Vua Tống hoảng hốt vội níu lại như không kịp, nàng đã tắt thở. Khám trong mình nàng có một bức thư yêu cầu sau khi nàng chết, xin cho chôn chung một mộ với chồng, dưới suối vàng sẽ đổi ân sâu. Vua Tống cả giận, cho người chôn riêng làm hai mộ cách xa nhau. Được ba hôm, bỗng một đêm, có hai cây văn tử mọc ở cạnh hai ngôi mộ. Chỉ trong tuần nhật, cây ấy dài hơn ba thước, những cành quấn quýt lấy nhau như một. Thỉnh thoảng có một đôi chim uyên ương đậu trên cành, giao đầu kêu nhau một giọng bi ai. Người trong địa phương thương cảm, cho đó là quan hồn của vợ chồng Hàn Phùng quá sinh, và gọi cây ấy là cây tương tư. Trong tác phẩm Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn có câu: thiếp xin thề kiếp sau này, như chim liền cánh, như cây liền cành. Trong Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị Đời Nhà Đường, đoạn thuật lại lời thề giữa đêm thất tịch của Đường Minh Hoàng cùng Dương Quý Phi ở Điện Trường Sinh có câu: trên trời nguyện hóa chim liền cánh, dưới đất làm cây nhánh dính liền. Chắp cánh liền cành, chỉ tìm vợ chồng gắn bó chung thủy, không bao giờ rời xa nhau. Trong khi chắp cánh liền cành, mà lòng rẽ rung đã đành một bên. Ý của Kiều cho rằng, khi chưa thành chồng vợ mà chiều theo ý muốn của Kim Trọng như thế, đến khi thành chồng vợ yêu nhau, thì ở cạnh nhau đã sẵn lòng rẽ rung khinh thường nhau, mất tình đầm thắm mặn nồng.
Trước đã có phân tích về đoạn Kim Trọng vừa mới mở lời thăm dò rào đó. Sợ lần khân quá ra sàm sở chăng, thì Kiều liền khuyên ngăn ngay, và Kim Trọng lại chuyển sang yêu cầu được thưởng thức tài đánh đàn của Kiều. Như vậy, theo đạo nho, dùng nhạc để kềm chế được dục tình chăng? Đã nói ở một nước non luôn những lắng tai chung kỳ, nhưng sau khi nghe xong bốn khúc đàn thì chàng Kim lại sống tình dường đã siêu siêu, xem trong âu yếm có chiều lả lơi. Như vậy tình hình xấu đã không mất đi hay bớt được, mà lại càng ngày càng căng thẳng hơn theo nhiệt độ tình ái tăng cao. Và như vậy nhạc đã mất tác dụng, Kiều phải dùng lý luận khuyên nữa, gồm có 22 câu. Đừng lấy làm chơi, rẽ cho thưa hết một lời đã nao. Đến câu 522, dỗi chi ép liễu hoa này, còn thân ắt lại đền bồi có khi. Lý luận đanh thép nhưng vẫn không mất tình cảm nên Kim Trọng thấy lời đoan chinh dễ nghe, chàng càng thêm nể thêm gì mười phân. Cũng theo đạo nho, nhạc và lễ phải đi đôi. Khổng Tử cho rằng nhạc là làm cho hợp đồng, lễ là làm cho phân biệt. Hợp đồng thì phải tương thân nhau, phân biệt thì tương kính nhau. Dùng nhạc quá thì thành lưu đãng, dùng lễ quá thì phân ly cách biệt, mất tình thân ái. Thích hợp tính tình, trang sức dung mạo là việc của lễ nhạc vậy. Tuy nhạc và lễ mỗi việc có một tác dụng, một chủ đích. Nhạc cốt ở sự điều hòa khiến cho tâm tính được tao nhã, lễ cốt ở sự cung kính để giữ được trật tự phân minh. Hai mặt này phải được dung hòa phối hợp nhau mới di dưỡng được tính tình, di dịch được phong tục. Cũng như nói cái cùng cực của nhạc là hòa, cái cùng cực của lễ là thuận. Hòa là điều hòa tính tình, thuận là thuận hợp nghĩa lý. Nếu trong lòng mà tính tình điều hòa và ở ngoài hành vi có thuận hợp nghĩa lý, thì theo đạo nho, cái tà tâm vọng niệm không thể thâm nhập được lòng người. Do đó, các bậc thánh nhân dạy người cốt lấy lễ nhạc làm trọng. Nói tóm lại, nhạc và lễ có chủ đích chung là sửa đổi tâm tính cho ngay chính, bồi dưỡng tình cảm cho thuộc hậu. Như vậy, bốn khúc đàn tuyệt diệu của Kiều và lý luận đanh thép với vẻ đoan chính của Kiều chính là nhạc và lễ phù hợp, có tác động lẫn nhau. Tác giả truyện Kiều cho Kiều đêm khuya sang chỗ ở Kim Trọng để cùng nhau tâm sự, trước cho người đọc phải giật mình. Cho tác giả qua dễ dãi, hẳn chàng Kim nghĩ về con người của Kiều cũng dễ dãi như thế. Nhưng rồi rốt cuộc lại không phải thế. Ở sự việc này, tác giả truyện Kiều dùng hình tượng nghệ thuật để diễn đã về mặt lễ nhạc trong phần Hình Nhi Hạ Học của đạo nho cũng nên. Trao tơ phải lứa gieo cầu đáng nơi. Được tin chú mất, Kim Trọng phải về Liêu Dương thọ tang. Kim tìm Kiều để từ giã, sự đâu chưa kịp đôi hồi, duyên đâu chưa kịp một lời trao tơ. Trăng thề còn đó trơ trơ, dám xa xôi mặt mà thưa thất lòng. Và khi Kiều phải bán mình lấy tiền lo lót quan trên để dương ông, cha của Kiều thoát khỏi cảnh tội tù bị người vu cáo, dương ông đau lòng giật giả than khóc: nuôi con những ước về sau, trao tơ phải lứa gieo cầu đáng nơi. Trời làm chi cực bay trời, này ai du thác cho người hợp tan. Trao tơ, sách Thiên Bảo Dị Sử chép, đời nhà Đường, tể tướng Trương Gia Trinh có 5 người con gái, cả 5 đều có sắc đẹp, mỗi người một vẻ, nhưng dáng người sắp xỉ ngang nhau. Họ Trương đương kén rễ quý, có danh sử là Quách Nguyên Chẩn đến cầu hôn. Trương thấy là bậc tài danh nên rất bằng lòng, nhưng không biết gả cô nào, mà cả chàng họ Quách cũng không biết chọn nàng nào. Và cả 5 nàng cũng đồng ý nhưng vẫn thành thật nhường nhau. Cuối cùng, tể tướng họ Trương nghĩ ra một cách, cho 5 người con gái ngồi sau màn, mỗi nàng cầm một sợi tơ màu khác nhau. 5 sợi tơ ấy treo lủng lẳng bên ngoài, không ai nhìn thấy được bóng nàng nào ở bên trong cả. Nếu Nguyên Chẩn rút phải sợi tơ nào thì tất được kết duyên cùng nàng cầm sợi tơ ấy.
Trước năm sợi tơ, Nguyên Chẩn ngắm tới ngắm lui, liền rút lấy sợi tơ đỏ nhằm cô gái thứ ba. Nàng đẹp lộng lẫy và đức hạnh có tiếng, trai tài gái sắc, thật là trao tơ phải lứa. Trao tơ danh từ Hán Việt là khiên tị, nghĩa là rút tơ, kéo tơ, chỉ việc gả con lấy chồng. Lời trao tơ ở đây là lời dạm hỏi để người gả con gái cho, cũng như gieo cầu chỉ cán rễ chọn chồng. Đời nhà Đường khi Võ Hậu Tiến Quyền lập nên nhà Chu, nước Đạo Huyễn có công chúa Cổ Hoàng, người có sắc đẹp lại có tài văn võ. Vua cha kén chọn phò mã, nàng tâu với vua: nhân duyên là do trời định, vậy xin cha cho người lập một cái đài cao tại giáo trường, đồng thời thông báo với các sắc dân trong nước, không phân biệt giàu nghèo xấu đẹp, đều phải đến dự lễ để tuyển lấy phò mã. Riêng con có thêu một quả tú cầu, ngày ấy con sẽ khấn vái trời đất, rồi lên lầu mà quăng quả tú cầu ấy xuống giữa đám đông. Nếu ai lượm được quả tú cầu thì con sẽ bằng lòng kết duyên người đó. Nhà vua cưng con, nghe cũng hữu lý nên bằng lòng. Được tin nhà vua tuyển chọn phò mã bằng cách gieo cầu, các chàng trai trẻ xa gần không phân biệt địa vị giai cấp tài năng đều nô nức tấp nập để đến trước đài. Họ hồi hộp mong ngóng đứng chờ, có người còn khấn vái trời đất tổ tiên phù hộ. Có chàng Tiết Cường, dòng công thần họ Tiết, con thứ tư của Tiết Đình Sang, vì bị nạn tru di tam tộc với Tiều Chu Tắc Thiên hoàng đế, tức Võ Hậu, nên trốn chạy đến đây. Chàng mỹ mạo tuấn tú, võ nghệ siêu quần, thấy người đông đảo nên tò mò đứng xem. Đến giờ lành, được quan khâm thiên giáp chọn, công chúa lên đài, quỳ trước bàn hương án khấn vái, đoạn đứng lên cầm quả tú cầu quăng lên không trung. Quả cầu nhào lộn trên không mấy vòng rồi xa trước mặt Tiết Cường. Mọi người đổ đến tranh lấn nhau để chụp làm té lăn sóng xoài trên đất. Tiết Cường đưa tay bắt lấy tú cầu giữ chặt trong tay, mọi người ào đến giật lại. Tiết Cường mạnh tay gạt phăng ra, khiến họ té nhào đồng cục. Đoàn cấm binh đến can thiệp xin rước phò mã, thấy Tiết Cường mỹ mạo tuấn tú, chúng nức nở khen: thật là trời khéo xui, xứng vợ xứng chồng hết sức. Thế là ngay ngày hôm ấy, nhà vua truyền cho công chúa cùng Tiết Cường làm lễ thành hôn. Trao tơ gieo cầu đều có ý nghĩa chỉ duyên chồng vợ. Duyên đâu chưa kịp một lời trao tơ. Lời trao tơ là lời dạm hỏi, vì tình duyên giữa Kim Trọng và Kiều chưa kịp chính thức quá, bằng mối manh dạm hỏi để thành duyên chồng vợ. Nhưng rồi thình lình chàng mắc có tang, trong khi lễ giáo tập quán đã định khi có tang không được cưới hỏi. Trao tơ phải lứa, gieo cầu đáng nơi. Dương ông tỏ ý buồn phiền chua xót, vì theo lẽ gả con cho người xứng đôi vừa lứa, nhưng khốn nổi gả cho tên Mã Giám Sinh, một tên đã hơn 40 tuổi, quá niên trạc ngoại tứ tuần, thì còn đâu mà xứng lứa vừa đôi với Kiều. Và họ Mã cũng không phải là người chồng xứng đáng với Kiều, cũng như có phải đáng nơi để cho Kiều gieo cầu đâu. Đây là một nỗi đau đớn của Dương Ông, một người cha đối với con gái, cũng như nỗi chua xót của Kim Trọng thình lình gặp phải lễ nghi tang chế mà không tiến hành được cuộc hôn nhân đối với người yêu. Đã thẹn nàng Oanh, đâu thua Ả Lý. Nhờ hối lộ quan trên, Dương Ông cha của Kiều được tạm tha về nhà. Khi biết rõ Kiều đã bán mình để lấy tiền lo, Dương Ông lấy làm đau đớn, toan đập đầu vào tường tự tử. Kiều tìm lời khuyên: dễ chi một mảnh hồng nhan, tóc tơ chưa chút đền ơn sinh thành. Dân thư đã thẹn nàng Oanh, lại thua Ả Lý bán mình hay sao? Cõi xương tuổi hạt càng cao, một cây gánh giác biết bao nhiêu cành. Nàng Oanh là nàng Đề Oanh người đời Hán, cha Đề Oanh là Thuần Vu Ý, làm quan đất Tề trong triều Hán Văn Đế, chẳng may phạm phải tội quan, bị bắt giải về kinh đô Trường An, sắp bị tử hình. Ông không có con trai, chỉ sinh năm gái nên than thở: sinh con không có con trai, những khi nguy cấp không ai đỡ đần được việc.
Đề Oanh là gái út thương cha, khóc lóc theo cha đến Trường An. Nàng dâng thư lên nhà vua, kêu quan cho cha đại ý nói: cha tôi làm quan cả miền Tề Trung, ai cũng ca tụng là thanh liêm chính trực, nay bất hạnh phải tội rất oan ức. Dạ, tôi trộm nghĩ người đã chết thì không sống lại được, đã chém thì không liền lại được. Vậy dầu có muốn sửa lỗi, theo điều phải trở nên hay tốt cũng không còn cách nào nữa. Thế là lỡ mất hết rồi. Nay tôi xin bán mình làm tên nô lệ nhỏ chỗ quan phủ, mong chuộc tội cha, để cha được sống. Hán Văn Đế xem thư thấy tình lý quẩn xúc, lấy làm cảm động, xét lại án, truyền tha Thuần Du Ý, lại xuống chiếu từ đó bãi bỏ nhục hình. Dương Ông bị kẻ du khống là tên bán tơ, mắc phải tội quan, quan trên không nghiêm minh, cho bọn sai nha đến nhà, bốn bề xôn xao, người nách thước, kẻ tay dao, đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi, già giang một lão một trai, một dây vô loại buộc hai thâm tình, đầy nhà vang tiếng ruồi xanh, rụng rời khung giờ tan tành gối mây, đồ tế nhiễn của riêng tay, sạch sành xâm vét cho đầy túi tham. Và một ngày lạ thôi sai nha, làm cho khóc hại chẳng qua vì tiền. Thế rồi chúng ra giá có 300 lạng, việc này mới xuôi. Như vậy Kiều muốn cứu cha bằng cách dâng thư như nàng Oanh cũng không kịp nữa, và bọn quan lại này có mấy kẻ được nghiêm minh như Hán Văn Đế. Kiều thẹn mình không bằng nàng Oanh, không làm được như nàng Oanh, là nói nhún mình, nói khiêm tốn. Sự thật xét ra hoàn cảnh tuy có giống nhau, nhưng đối tượng khách quan, tức là hạng quan lại khác nhau, thì cách dâng thư kêu quan cho cha không thể làm được, vậy có gì phải thẹn. Đặt chữ thẹn ở hoàn cảnh này mới nghe qua là không đúng chỗ. Tuy nhiên suy xét kỹ, không biết vô tình hay cố ý, tác giả chuyển Kiều đặt chữ thẹn ở chỗ này phải thật nhận là hay tuyệt, hàm xúc nhiều ý nghĩa thâm thúy. Kiều thẹn là phải, Kiều thẹn cho cái xã hội của hạng quan lại sai nha như thế. Kiều thẹn với Oanh vì nàng còn có phúc gặp được người như Hán Văn Đế. Kiều lại thẹn mình vì không giữ được lời vàng đá với ý trung nhân, và tơ duyên từ đây đành đứt đoạn, hạnh phúc cá nhân bắt đầu tan vỡ. Vậy là gương nàng Oanh dâng thư cứu gia, Kiều không làm được, mà chỉ còn cách bán mình như Ả Lý, vì phải có 300 lạng việc này mới xuôi. Ả Lý là nàng Lý Ký, đời nhà Đường. Gia đình Lý Ký nghèo quá, chỉ có nàng là con một. Nàng vẫn cài cục, lam lũ mà không đủ nuôi sống cha mẹ. Bấy giờ trong làng có một cái miếu quan có con rắn to, đêm đêm vào làng bắt gà vịt, lại còn đón người đi đường mổ chết. Người làng khủng khiếp, tôn thờ là thần rắn, quá mê tín. Họ lại bày ra cúng lễ hàng năm cho thần rắn một người con gái đồng trinh, để thần đừng quấy phá cắn người. Họ tìm mua một cô gái nhà nghèo để làm vật tế thần. Nàng Lý thấy mình không nuôi sống nổi cha mẹ, lấy làm buồn khổ, tương lai đen tối. Nàng thấy cần có một số tiền để cho cha mẹ an dưỡng lúc tuổi già, nên nàng lén cha mẹ bằng lòng xin bán mình làm vật hy sinh. Đến ngày lễ, người làng dẫn Lý Ký đến gần miếu, trói quách nàng vào một cái cội cây, rồi hối hả bỏ chạy về. Lý Ký vốn con nhà nghèo, hằng ngày phải vào rừng đốn củi đổi gạo về nuôi cha mẹ, nên có sức mạnh, tinh thần cứng cỏi không sợ gì. Nàng bèn tự cởi trói mình, bẻ cây làm gậy, quyết sống chết với thần rắn. Rắn quen thói gặp người là cất cao đầu mổ. Lý Ký cố gắng vừa tránh né, vừa lia gậy nhắm vào đầu rắn mà quật. Hụt ngọn đòn này thì tiếp ngọn đòn khác. Cuối cùng Lý Ký giết được rắn. Người trong làng rất hoan nghênh nàng, chẳng những là người con có hiếu mà còn là vị cứu tinh của dân. Và từ đó không còn phải lo sợ nạn rắn dữ gieo rắc tai họa, làm hao tổn mệnh người vô lý nữa. Tiếng đồn vang đến vua Diệt Dương, nhà vua truyền dời nàng về triều phong làm thứ hậu. Muốn cứu cha thoát khỏi cảnh tra khảo, tội tù oan ức, Kiều không dâng thư kêu oan được, vậy thì còn có cách bán mình lấy vàng hối lộ mới cứu được. Dâng thư đã thẹn nàng Oanh, lại thua Ả Lý bán mình hay sao? Khẳng định nhưng chua xót biết bao.